Xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhà cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhà cụ Vĩnh Phúc xin gửi toàn thể quý vị một clip về cái sản phẩm được lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là cây đàn organ Yamaha PRS750. Đây là một cái sản phẩm mà đàn organ Yamaha S750 hàng rất là đẹp, rất là chất lượng. Cái sản phẩm này Trung tâm Vĩnh Phúc có làm clip demo giới thiệu sản phẩm cách đây 1-2 ngày. Đó. Thì ngày hôm nay thì cái sản phẩm này được chốt cho một vị khách hàng ở tỉnh Hòa Bình. Đấy, thì Trung tâm Nhạy Phúc có bán cho một vị khách ở Hòa Bình với giá là 12.500.000. 12.500.000. Thì khách hàng này mua cây đàn này là một cây đàn rất là đẹp. Đó. Thì Trung tâm Nhạy Phúc theo đàn là có một cây đàn S750 như này, và theo cây đàn có một cục nguồn zin. Cục nguồn zin chính hãng của hãng này. Đấy. PA300C. Đấy, nguồn chưa hề bổ, chưa hề sửa chữa gì cả. Đấy, dây dợ thì có vài điểm Trung tâm Vĩnh Phúc đã làm lại, đã lối lại rất là đẹp, rất là ngon. Đấy, nguồn là nguồn zin, chưa hề sửa chữa nhé. Dây thì có qua 5 tháng sử dụng thì dây có đứt, thì Trung tâm Vĩnh Phúc đã lối lại dây cho khách hàng cực kỳ yên tâm để sẵn sử dụng rồi. Đó, đó là cái cục nguồn zin theo đàn. Và một chiếc bao, đây, một chiếc bao rất là đẹp, rất là dày dặn chắc chắn. Bao 5 lớp, bao da 5 lớp dày dặn chắc chắn để bảo vệ cái đàn quý vị nhé. Đó, hình thức bên ngoài thì hơi cũ theo 5 tháng sử dụng, nhưng mà khóa khủng tất cả mọi thứ là còn ổn định, còn ngon lành để bảo vệ cái đàn. Thì Trung tâm Vĩnh Phúc có tặng thêm cho khách hàng một chiếc chân mới và một USB dữ liệu, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà đây. Đấy, thì khách hàng thì lại không lấy chân. Khách hàng là mong muốn là không lấy chân mà trừ tiền chân đi, và sau đó là lấy sang cái dây tín hiệu 5m. Đó, dây tín hiệu 5m hay đầu 6 ly. Đấy. Đây. Đó. Dài 5m nhé, hai đầu cong này. Đấy. Hai đầu cong. Và bên này là hai đầu AV, thì chúng ta có kèm theo là hai đầu trồng ở đây. Hai đầu trồng ở đây cho khách hàng, hai đầu trồng 6 ly để về chúng ta phù hợp chúng ta cắm sử dụng. Và đây là USB dữ liệu mà sách sử dụng đàn organ. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test sơ qua cái đàn một chút, sau đó là em sẽ test dây tín hiệu ra loa để cho quý vị xem. Đấy, đầu tiên là cây đàn. Đây, cây đàn em test bàn phím này. Hôm trước thì em có demo cây đàn này rất là nhiều rồi, hôm nay em test sơ qua một chút thôi. Đàn rất ok nha. Rất ok. Đây. Thử sờ tai này. Đấy. Các nút bấm cực kỳ còn nhạy luôn. Đấy, các nút bấm cực kỳ nhạy luôn nhé. Đấy. Đấy, và điều đặc biệt là Trung tâm đã cài đặt bộ summoner dữ liệu trong cái đàn này. Đấy. Đó. Ừ, rất là hay luôn. Đấy, thì lát nữa em sẽ test sơ qua một chút cho quý vị. Đấy, thì cây đàn này hôm trước em đã test rất là nhiều rồi, thì hôm nay em sẽ quay cho quý vị xem là về phần chi tiết góc cạnh của cây đàn, để cho quý vị thấy là trong quá trình em đóng gói bao bọc cây đàn cho khách hàng, là đàn là mọi thứ là đều ngon lành hết, không hề bầm dập, không hề nứt toác ở điểm nào các bác nhé. Đấy, chi tiết cây đàn là như vậy. Thì các bác quan tâm những cái sản phẩm như thế này ở bên em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Những cái sản phẩm mà đàn đẹp nguyên zin ngon lành như này thì giá thành chắc chắn là sẽ rất là cao, nó không như những cây đàn tút tát lại các bác nhé. Những cái đàn tút tát lại hoặc là những cây đàn đã qua sửa chữa rồi thì giá thành nó chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn. Đấy, em khẳng định các bác như vậy. Đó. Thì đây, bên em còn rất là nhiều sản phẩm nữa, rất là nhiều mẫu mã đàn organ. Thì các bác quan tâm sản phẩm đàn ở bên em
thì liên hệ với em Linh theo số điện thoại là 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Các bác quan tâm sản phẩm ở bên em thì liên hệ với em nhé. Đấy, em sẽ nghe máy trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Còn ngoài giờ làm việc các bác vui lòng nhắn tin qua số điện thoại cho em. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo nhưng hiện nay Zalo đang bị đầy rồi. Nên là các bác tìm Zalo không thấy thì các bác cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em nhé. Bây giờ em test cái dây tín hiệu ra loa. Đầu tiên em sẽ chọn một cái style. Đây. Đây là cái dây tín hiệu nhé. Bây giờ em sẽ cắm ra cái loa. Cái loa này nó đang sẵn chân AV rồi. Bây giờ em tút hai cái đầu trồng này ra đã. Tút hai cái đầu trồng này. Đó. Cái dây này dài 5m hay đầu 6 ly này em đang bán với giá là 350.000. 350.000 các bác nhé. 350.000 ạ. Đầu rắc cực kỳ tốt luôn. Dây dài 5m, 350.000. Thế bây giờ chúng ta muốn ngắt loa trên đàn, chúng ta kệ cắm một đầu ở đây. Cắm một đầu ở đây vào đồng headphone này thì là loa trên đàn tự động sẽ ngắt, và chúng ta rút ra thì loa trên đàn sẽ kêu. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dây tín hiệu này để chúng ta cắm ra cái loa. Đây, em sẽ cắm ra cái con loa này cho quý vị xem. Đây ạ, con loa này nó sẽ có chân AV ở đây, chúng ta sẽ cắm ở đây. Đấy. Hai kênh riêng biệt nhá. Đây. Thử loa này. Ok. Kênh bên này nữa. Hai kênh dạy chạy riêng biệt nhá các bác nhá. Đấy, hàng Shite tín hiệu cực kỳ chuẩn cho các bác luôn. Các bác mua dây ở bên em thì không phải lo. Đây. Đó. Đàn thì vẫn đang chạy rồi, chúng ta cắm cái rắc vào nó đã cắt loa trên đàn rồi, đàn vẫn đang chạy. Bây giờ là việc cắm một bên, là cắm một bên này. Đó. Đúng không? Đấy, cắm một bên. Cắm bên còn lại này. Đó. Ta rút một bên này ra này. Rút bên đầu tiên ra, đúng không? Đấy, bên này vẫn chạy bình thường. Đấy, rút bên này. Đó, ok chưa? Đấy, như vậy là từ dây là hoạt động bình thường và từ tín hiệu từ đàn ra loa cũng đang hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, này test là con loa này. Ok chưa con loa này? Đó. Con loa này là con loa qua sử dụng. Bác nào cần mua thì em cũng bán giá thanh lý luôn nhé. Đấy, 1 triệu đồng, 1 triệu đồng. Có Bluetooth này. Đấy. Có lỗ cắm 2 mic này, có lỗ cắm chơi guitar này, có cần gạt EQ này. Đấy, điều khiển các chế độ ở đây nhá. Đấy. Rất là nhiều. Từng này đây. Có cổng USB luôn. Đây mình test sơ qua đàn một chút này. Để camera này em test. Thanh vẫn bình thường, vẫn ngon lành đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chơi loa trên đàn thôi. Đấy, đường tín hiệu âm thanh em test đã ok rồi, bây giờ chúng ta chơi loa trên đàn thôi. Đấy. Chơi lên loa trên đàn rồi nhá. Thank you.
test sơ qua một chút như vậy thôi, còn đàn thì hôm trước em đã test rất là nhiều rồi. Em nghe là chủ yếu là đến cái công đoạn là dán tem bảo hành, bao bọc đóng gói để em cho đàn lên đường cho khách hàng thôi. Đây là cái USB dữ liệu, trong này nó có phần dữ liệu của S750 rất là nhiều trong này, chúng ta về chúng ta khai thác nhé. Đấy, rất là nhiều ở bên trong luôn ạ. Đây, số tai dữ liệu thì đã có hết ở trên này rồi, về chúng ta sẵn chơi thôi nhá. Đấy, thì bây giờ trung tâm Nhật Phúc là sẽ tiến hành những công đoạn dán tem bảo hành, bao bọc đóng gói để cho sản phẩm lên đường. Đấy. Ta sẽ kết nối lại bên ngoài dây loa.
gửi xe khách nhưng mà vẫn đang bọc thêm lược xốp cho chắc chắn. Thank you.
xe đã tới cửa rồi, bây giờ em sẽ bốc hành ra xe nhé. Rồi, kéo xe đi.